Phải đúng lại bang đấy. Set thứ hai của trận tứ kết. Phía gần là Tiger. Phía xa là vật liệu xây dựng Minh Vũ. Set đầu Tiger giành chiến thắng 15-13. Đây là set đấu thứ hai. Thầy G Vlog. 4-1. Hai sân đông đèn lắm, sân khoát, sân Alan Vlog, sân bóng truyền tàn tật, Samsung ghi mày nét thôi. Nốt 10, nốt 10 cộng. Mùa là 12-700. Chúng xa, chúng mà muốn xem một keo chế cốt một do, đánh một do thì sáng lên luôn dầu, sân luôn dầu. Chưa biết keo tàn tật. Đánh kiểu tàn tật. Chẳng quá cao. Hai đội này chẳng thế ra chẳng có đội thua. Bóng đá nhỏ. Vẫn còn thủ sầu trắng tốt quá. 4 trên cành nhưng mà ngoài rồi. Mấy rồi không biết. Máy hết bị. À 5-3. Có 6-3 rồi. Thầy hỏi ngồi vào đây anh xếp ai mà chịu chú vào đấy đấy luôn nè vào đây có cái thời gian dần đứng đây thằng Hải nó bỏ công bỏ việc chỉ số vật liệu Minh Vũ 7-3. Minh Vũ đang dẫn 7-3. Ê Giang ơi giờ tác còn nước đi như thấy dấu thì mấy chị em nghe ông vệ sinh. Bò vờ trắng trúng người vận động viên số 4 bên phía tay gơ luôn. 8-3. Phát ngoài. Điểm tay gơ 4-8. Ngoài 9-4. 9-4. Bò đập bóng ngoài. Điểm Tiger 6-9. Mười sáu. Mười sáu. Bảy mười. Bảy mười. Bảy mười. Trái phải là vấn đề tám mười.
80. Đến giờ Tiger 8-10. Vật liệu xây dựng Minh Vũ xin hỏi. Hết thời gian hỏi, hai đội tiếp tục. Tỷ số 8-10. 8-10. Cơ hội, cơ hội. Vẫn chưa được. Tụt quá, thủ quá, thủ rồi. 9-10. 9-10 rồi. Sự trỗi dậy của Tiger. Một pha bóng người ta cho luôn mà không ăn được. Mười một chín. Số 4 mình phía thầy có chiều cao mới gọi là cao nhất trên sân luôn. Đến đội Tiger 10-11. 10-11. Điểm Minh Vũ 12-10. Anh đi. Anh mua được rồi. Làm như dễ ăn lắm mình rồi. 10. Ngửa quá rồi. Cầu 4 chuyền cầu 2. 11-12. Mười ba mười một. Tốt quá, số ba đánh kinh cành không. 12-13. Chưa sao. Cơ hội lại được chia đều ở trận đấu thứ hai. Quá đáng tiếc. 14. Số 7 lại phát bóng không qua lưới. 14-13 cho vật liệu xây dựng Minh Vũ. Thuận vừa đổi bóng rồi. Được rồi, giờ bóng nặng nó kê lên hết. Quá em. Vẫn chuyền cho số 3. Thuận môi lên rồi. Vẫn còn. Vẫn còn. Chưa sao. Bóng cho rồi. Vật liệu xây dựng Minh Vũ thắng chết thứ hai. 15-13. Như vậy chung cuộc chúng ta đang tỷ số là 2-2. Chúng ta sẽ có trận đấu thứ ba.